Đây là vườn cà chua được canh tác theo hướng công nghệ cao ở xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Địa phương này có đến hơn 40% dân cư là bà con dân tộc thiểu số. Để nâng cao hiệu quả sản xuất trên mỗi đơn vị canh tác, trong những năm gần đây, địa phương này đã khuyến khích nông dân đầu tư sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản xuất nông sản theo đơn đặt hàng. Với cách làm chậm mà chắc, kinh tế của người dân nơi đây từng bước được ổn định, nhiều nông hộ đã có của dư, của đệ. Mô hình sản xuất rau hoa củ quả theo đơn đặt hàng, tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất đang lan tỏa trong cộng đồng dân tộc thiểu số Cờ Ho ở Phú Hội. Hiện xã đã có gần 900 hộ ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản với các doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong đó có gần 300 hộ người dân tộc thiểu số. Để đáp ứng nhu cầu của đơn vị thu mua, bà con đã tích cực ứng dụng học kỹ thuật vào sản xuất. Thông qua các lớp tập huấn, các mô hình thực tế trong huyện, nhiều cách làm hiệu quả đã được nông dân phú hội tham khảo nhân rộng. Nhờ anh chàng thay đổi tư duy canh tác, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân của xã đạt trên 270 triệu đồng một hecta một năm. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đứng ra làm cầu nối trung gian để người dân tiếp xúc gặp gỡ với các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã để tìm hiểu, học hỏi từ các mô hình, các phương thức sản xuất gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Từ đó, có hướng thay đổi cơ cấu cây trồng, tăng giá trị trên cùng đơn vị diện tích tăng nguồn thu nhập ngày càng cao. Phố Hội hiện có 6.700 hecta sản xuất nông nghiệp, trong đó có 3.680 hecta sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Đây là điều kiện quan trọng để sẽ tiếp tục mở rộng thêm nhiều mô hình liên kết sản xuất giữa người dân và doanh nghiệp, ổn định đầu ra cho sản phẩm, nâng cao đời sống vượt trước và tinh thần cho người dân.